Cô chú anh chị và các bạn, hôm nay Steven trở lại khu nhà mới. Khu này là khu River Edge. Lần trước là Steven có ghé qua một lần rồi thâu video, mà lúc đó nhà nó xây chưa có xong ở phía trong, Steven chỉ quay được ở phía ngoài, nên mọi người đã hỏi Steven hôm nay trở lại để quay phía trong để cho mọi người xem cái nội thất nó ra sao. Thì đây là cái nhà. Để tiếp tục cho video lần trước Steven đã thâu đó, thì Steven hôm nay đã trở lại quay chi tiết hơn để cho mọi người biết cái khu nhà này. Cái khu này là khu River Edge, nằm ở Wesley Chapel, Florida, cách phi trường của Tampa là 25 tới 30 phút lái tùy theo cái traffic. Thì mình vô cái nhà này nó có cái công cái này kia bằng giống như là cái giếng trời đó. Đi vô nhà này nha. Đây là nội thất phía trong khi mình mới bước vào cửa. Đây bên kia là cái family room. Thì xa xa bên kia là cái kitchen, cái island với kitchen. Nghĩa là cái này là open concept, mình phía trước phía sau nhìn thấy hết. Thì phía trước bên tay phải này nó có một cái bàn ăn. Thì bên tay phải này nó có một cái đây là cái phòng giặt. Thì hiện tại nó làm bên kia là cái gian phòng, như cái phòng giặt này nó làm cho cái nó để cái máy in nữa. Thì bên tay phải này nó có một cái phòng ngủ. Phòng ngủ này nó đi liền qua bên kia, nó có một cái phòng ngủ thứ hai nữa, giống như là gia đình có hai đứa con thì hai đứa là ở phòng này. Chính giữa nó có một cái bathroom, nghĩa là cái nhà tắm, nghĩa là hai cái phòng này với phòng kia nó share một cái nhà tắm bên đây. Mới bước vô nhà tắm nó có cái sink, toilet. Bên này cũng có cái bathtub. Nhà này rộng lắm cô chú anh chị. Cái thêm một cái bathroom nữa. Thì hiện tại nãy giờ mình đi ngang là hai cái bathroom rồi nha. Bathroom nó có cái stand shower và nghĩa cái đồ tắm đứng. Ngoài kia thì hồ bơi. Kia kitchen. Nhìn qua cái cửa cái bên kia. Và bên này cũng có một cái breakfast nook, giống như cái buổi bàn ăn sáng. Cái nhà này hiện tại phía sau nó có một cái hồ bơi với cái outdoor barbecue kitchen. Nếu cô chú anh chị nào mà đã xem video của Steven lần trước á, thì cái tuổi builder này cũng là Taylor Morrison luôn. Nó build cái khu 55 tuổi trở lên á. Thì cái khu 55 tuổi đó nó restrict là chỉ có cô chú anh chị nào mua nhà rồi phải cần
trong gia đình mình có một người từ 55 tuổi trở lên, thì từ đó có nhiều người đến mua nhà mà tại vì họ chưa có đúng tuổi 25 á, thì nó không có bán nhà cho người nào cần mua nhà. Thì có rất là nhiều cô chú anh chị cần phải mua nhà mà còn trẻ tuổi quá, nhưng hoặc dưới 55 tuổi nó không có bán. Thì từ đó nó mới mua một khu đất ở gần đường 56 của Wesley Chapel, nghĩa là cái đại lộ 56 là một trong những đại lộ lớn nhất ở khu Wesley Chapel. Thì nó nằm khu này nó có đi chung với GL Homes, The Ridge, White Grass Ranch với Whiting Ridge. Thì khu Whiting Ridge nó bán hết nhà cô chú anh chị. Lần trước Steven có quay sơ qua thì khi lần cuối cùng là Steven ghé qua nó chỉ còn có hai cái lot, nghĩa là hai cái nền nhà cuối cùng luôn á. Thì nhiều người giành giật quá thì nó phải đăng lên chơi kiểu dạng mà lô tô á, thì mình rút lô tô ngày nào hên xui thôi, tại vì dành quá rồi nó cũng không biết chia bán làm sao, không rồi miễn chơi đẩy giá lên cao quá thì cũng công bằng cho mọi người nên cũng bán cái giá nhất định, nhưng mà nó phải làm cho cái dạng giống như là rút lô tô hên xui thôi, những người nào hên thì mua được căn nhà đó, không hên thì thôi. Thì lần cuối cùng là Steven ghé qua thì họ đã bán hết nhà rồi. Có nhiều người đã gọi cho Steven hỏi khu đó nó còn bán không. Có anh chị và bạn bè của Steven hồi xưa sống ở New York để chơi á, thì Steven cũng kêu đặt cọc mua đi. Thì cũng có nhiều người mua, cũng có nhiều người không. Thì bây giờ có người gọi lại hỏi Steven còn không, thì thật sự bây giờ nó nhà Florida giờ nó hết quá, nó bán hết rồi, khu đó nó không còn cái nền nhà nào hết trơn á. Thì cũng có nhiều người bạn đã đặt cọc mua nhà và hiện tại cái nhà nó chưa có làm cái móng nhà nữa, là cái giá nhà đã là gần 190.000 này cô chú anh chị. Thì từ khoảng chừng giá nhà khoảng 5 cho lại đây thì nó rất là mắc. Cái nhà này nó đi qua cái cánh gà bên tay phải á, thì nó có một cái phòng ngủ master. Và cái phòng ngủ master này nó có một cái giống như phòng khách ngồi chơi, cái giường và cái bathroom bên kia. Nè, đây là cái phòng ngủ master bedroom này nha các chú anh chị. Nhìn ra phía bên kia là cái cửa đi ra chỗ cái hồ bơi hồi nãy Steven mới vừa quay á. Còn đây là phía sau của cái hồ bơi, cái phía sau nhà này nha. Cái hồ bơi là option nha cô chú anh chị. Và cái nhà nó xây cái nhà mẫu, nó chỉ xây cái hồ bơi cho mình biết cái diện tích của cái đất, cái sau mình có thể mình tận dụng được để làm cái gì thôi. Thật ra cái hồ bơi đó là tốt nhất cái từ theo Steven phỏng đoán cái hồ bơi này không dưới 70.000 đâu nha. Thêm cái nhà lưới nữa, cái nhà lưới này cũng khoảng mười mấy sắp, gần 20 sắp nữa. Nè, có nhiều cô chú anh chị hỏi cái nhà lưới này á, tại sao Florida có làm nhà lưới? Tại Florida nó cũng đa số có nhiều hồ với mũi á, thì họ làm cái hồ lưới này á thì nó không bị dơ cho cái hồ bơi này. Thật ở ngoài này mình chơi, mình ăn đậu qua này không phải sợ bị mũi chích gì đây. Để trở lại với cái phòng master bedroom mình nãy, mình đi vô trong cái master bed. Đây là cái nhà tắm này nha. Ai cũng nhìn thấy cái stand shower nó rộng như thế này không? Thì đi qua bên kia khoảng mười mấy feet á. Còn đây là cái closet, cái walk-in closet cho hai bên luôn, nam và nữ. À, đây là cái hướng là từ mình trong cái closet mình ra cái phòng ngủ nè. Đây là bathroom.
đó là từ trong cái phòng master mình đi ra đây là cái nguyên cái khu gì phía sau này là cái family room, cái nhà bếp với cái phòng ăn sáng. Đây là cái khu sảnh nhà mới vô cửa nè, đó là cái cửa nãy mình vô, mày kia là cái giếng trời không, bên đây là cái phòng cái bàn ăn. Phòng ăn này, cái chỗ này thường thường ta để cái bàn vuông, mà chỗ này nó để cái bàn tròn để nó save space để nhà cho nó hơi rộng tí á, thì nó để cái bàn tròn rất là lớn. Đây bên kia là hai phòng ngủ nối liền với nhau, chia một cái bathroom ở giữa, dưới kia một cái bathroom, nghĩa là hai bathroom. Nghĩa là ở dưới lầu này là hai phòng ngủ, ba phòng ngủ, hai phòng ngủ nhỏ với một phòng ngủ master phía bên tay trái, và chính giữa này là cái family room. Thì phía bên cạnh phải này nó có một cái bên này nó có một cái phòng giặt với cái khu ra ngoài garage. Thì bên đây cũng có một cái phòng ngủ nữa, bathroom ở trong đây luôn đó, bathroom bên kia. Cái walk-in closet rất là lớn nè, cái closet nè. Thì bên đây nó cũng có một cái office, nghĩa là bên đây cái phòng ngủ, cái đây là cái office, nghĩa là cái phòng ngủ này là phòng ngủ thứ tư. Đây là cái office, và office này cũng có thể làm cái phòng ngủ luôn, mà tại Việt Nam ở Florida họ làm việc ở nhà nhiều quá thì họ sử dụng cái phòng này để làm phòng office. Để mình đi lên lầu, tại trên lầu mình không biết phòng ngủ mình bao nhiêu phòng ngủ, mà hiện tại ở dưới lầu này là 4 phòng ngủ, còn ngã 3 phòng ngủ nhỏ với một phòng master. Thì mình lên trên lầu này mình xem thử nó có bao nhiêu phòng ngủ nữa. Wow, trên lầu này nó có một cái phòng chơi rất là rộng. Phòng chơi này nó có cái bathroom này luôn. Với cái bên đây là cái closet, nghĩa là cái phòng chơi với một cái bathroom với cái closet. Đây là máy lạnh. Mình mới xây cái khúc này nữa, chơi để phòng chơi là hơi phí quá ta. Giống như cái phòng chiếu phim á. Đây là cái phòng chiếu phim ở trên lầu, chỉ có phòng chiếu phim thôi. Nhìn ra phía trước nè. Hiện tại trống chơi ngày tại bây giờ nó chưa có nhà ở á, tại vì nhà này nhà mẫu thôi. Còn đây là mình nhìn xuống cái giếng trời ở dưới này, ngoài cửa vô nè. Nhà này á rộng khủng hoảng luôn, hiện tại là 4 phòng ngủ mà thật sự có thể mình làm ra thành 5 phòng ngủ được. Ở trên lầu thì có thể mình làm cái phòng chơi cũng được, miễn mà sau này làm phòng ngủ ở đó cũng được, nếu ai độc thân ở trên lầu. Còn dưới này thì rất là rộng nè. Mình đi nhiều chỗ rồi, có cái nhà này á, đặc biệt nó làm cái đồ rửa chén á, nó dùng là cái form sink. Nó cái nó làm rất là đẹp. Này kêu một form sink cái gì nó lớn lắm. Nhìn ra bên kia. Để cho cô chú anh chị biết, cái căn nhà này cái chu vi tất cả là 5200 square feet, tất cả nghe có thể từ 3 phòng ngủ tới 7 phòng ngủ, là tùy theo lựa chọn của mình. Tại cái option họ làm hiện tại cái phòng này, cái nhà này là 4 phòng ngủ. 4 phòng ngủ, 4 phòng tắm. Thì nhưng mà có thể 4 phòng ngủ đó và tùy theo cái lựa chọn của mình, thì cái phòng bên kia nãy Steven mới vừa quay sơ qua á, thì cái chỗ đó, cái phòng đó là cái hiện tại là cái office, nghĩa là work from home office. Thì cô chú có thể dùng cái work from home để sửa thành một cái phòng ngủ nữa, là có thể thành 4 phòng ngủ hoặc 5 phòng ngủ, thì trên lầu nữa. Thì ở trên lầu, ở trên kia hồi nãy Steven đã lên trên lầu xem sơ qua, thì cái trên đó nữa, hiện tại nó là một phòng ngủ với cái closet, với một cái chỗ movie theater, nghĩa là cái chỗ chiếu phim để cho gia đình để cuối tuần hưởng thụ để xem phim cho vui. Thì cô chú anh chị có thể tìm hiểu thêm thông tin với cái giá nhà của khu River Edge. Ở trong này nó có khu River Edge, nó có cái website, một tí nữa Steven sẽ để dưới cái phần mô tả với số điện thoại cho cô chú anh chị á. Thì
cô chú nào mà có điều kiện mua nhà ở Wesley Chapel, khu vịnh Tampa Bay, Florida, thì cô chú có thể theo thông tin của Steven để phía dưới để lần mò vô xem cái giá nhà. Steven cũng không có muốn nói giá nhà hiện tại không, tại vì cái giá nhà Florida hiện tại nó lên rất là nhanh. Có thể Steven bữa nay quay lên là thường sau Steven post lên, hoặc là ngày hai mươi ngày sau mà làm hậu kỳ xong, khi Steven post lên á thì cái giá nhà có thể nó khác biệt một chút nào đó, hoặc không dài tuần nữa. Có nhiều cô chú lần trước mình Steven có bỏ video lên á, thì Steven cho cái giá, rồi có nhiều người vô xem rồi để cái lên cái website hoặc gọi điện thoại liên lạc với builder hỏi nó có một cái giá khác, thì hỏi tại sao Steven không cho cái giá đó mà hiện khi gọi vô thì cái giá nó khác. Thì thật sự ở Florida này hiện tại, như là trong 6 tháng trở lại đây hoặc 5 trở lại đây, khi mà sau cái bầu cử thì cái giá nhà nó lên rất là nhanh. Các chú anh chị có thể mình Steven đi xem nhiều chỗ là người ta xem một cái nhà giống như 300.000 đi, mà khi mua cái giá có thể lên thử 320, 330, thậm chí có thể lên 340. Tại cái giá nhà là nhiều người rất là cần dễ dời nhà về Florida, thì đẩy cái giá nhà trong mấy tháng này nó lên nghe là nó điên khùng. Mình vô mình không có phỏng đoán được trước được cái giá nhà hiện như tỷ, cái người ta listing đã listing cái giá là, nghĩa cái giá mà họ muốn là 300 đi, mà thật sự bán ra 330. Có nhiều nhà Steven đi xem là lúc nào cũng vậy, cho dù cái nhà nào mà để 300 mà bán dưới 300 á, hồi xưa mình 300 có thể mình nói là 280 hoặc là 290 phải không, bây giờ để 300 là bán từ 330, 340 đó. Rồi, cảm ơn mọi người đã xem video và để Steven đi qua cái căn nhà thứ hai. Ok, để Steven đi qua căn nhà thứ hai cô chú và anh chị. Căn nhà thứ hai này nó xây cái dạng giống mọi người là, nghĩa cô chú anh chị nào có đi về thành phố New Orleans, cái dạng nhà này nó xây giống giống như vậy á. Căn nhà này nó lạ lạ, con cái là đi giống cái dạng colonial mà nhà từ đời 1800, 1900 hồi xưa cổ, hoặc là người nào mà đi về Caribbean á, thì cái căn nhà này nó xây cái dạng gì, nó có cái lan can ở phía trên đó. Cái mơ cái đồ của nó là Acadia, 4 phòng ngủ, 3 phòng rưỡi hoặc 4 phòng rưỡi tắm, 1 phòng học, 2 hoặc 3 garage, là 3992 square feet. Cô chú và chị vô nghe nhớ cái khu cái website nha, RiverHTM nghĩa là TaylorMorrison.com. Có nhiều lần Steven đã bỏ thông tin lên cái builder, thì cô chú anh chị đã hỏi Steven hoài không, tại vì xem cái tỷ cô chú anh chị tua qua video á thì mất cái thông tin của Steven truyền tải cho cô chú anh chị để tìm hiểu thêm. Cái căn nhà này mình vô phía bên tay phải là một cái bàn ăn, thì ở trong kia nó cũng có cái đường đi qua ngộ lắm. Để Steven quay bên tay trái là giống như cái phòng sách, là người ta nói cái study room á, là Steven nãy nói cái study room á. Ở chỗ này nó rất là cao nè, nó chơi cái dạng này giống mình đi vô giống như là một cái thư viện của trường đại học vậy á. Chưa, phía ngoài là cái phòng nhà ăn, phòng ăn. Bên đây cái phòng giặt mà nó cũng rộng lắm, rất là lớn. Đi thẳng vô là cái family room. Bên kia là một cái kitchen rất là lớn. Kitchen này cô chú anh chị. Phía sau là cái hồ bơi giống như cái nhà bên kia hồi nãy luôn nha. Cái hồ bơi phía ngoài nha. Đa số cái nhà mẫu ở đây họ xây căn nào cũng có cái outdoor kitchen phía bên tay phải á, thì nên đây nó cũng có cái hồ bơi phía sau, phía bên cửa đó là cái nhìn ra phía cổng chỗ mấy cái cây cổ thụ. Steven có quay cái cảnh từ trên không nhìn xuống. Còn ở đây là cái chỗ cái phòng chơi, nhìn qua cái nhà ăn, cái kitchen. Đây là nhìn ở ngoài cái cổng ngoài vô nè. Bên tay phải là cái master bedroom. Để qua mình xem cái master bedroom sao.
Cái master bedroom này cũng tương đối rộng, mà nhưng không có rộng bằng cái master bedroom của cái nhà bên kia một tí. Bên này thì cái chỗ vô nó làm hơi nhỏ nên Steven không có thích. Bình thường ở chỗ mình rộng thì mình làm con đường này cho nó rộng rộng tí cho nó thoải mái không. Bên đây nó có hai cái closet cho nam và nữ. Ở trong này là cái master bed. Một cái bathroom mình ngủ vậy. Mà cái này đúng là phung phí á. Trong này nó làm một cái bathroom ở đây, nhưng mà nó làm có tới 4 cái đầu mở nước. Trên này nó có hai cái chậu tắm đi xuống, hai cái bông sen hai bên. Mà nó có tới 4 cái đầu mở nước là có dấu của anh chị. Nghĩa là hai cái stand shower nó nhập một luôn á. Mà nó làm kiểu này nhìn vô rồi có dấu anh chị nguyên chỗ này, nhìn lên là toàn là bathroom, nghe là nguyên cái vách tường luôn á. Ngoài này là cái toilet. Bên này là cái toilet nè. Nhìn ra cái phòng. Nhìn qua cái master đi ra. Nhà này rộng mà có chú anh chị mình không thích nhất là gì không? Cái này mình thích cái là cái ceiling ở ngoài này nhìn vô á, nhất là từ 25 feet á, chú anh chị nó rất là cao nha. Đó, nhìn qua nè. Để mình lên trên lầu này nó xây cái nhà ngộ lắm. Nó có một cái giống như nó có một cái cầu đi ngang vậy á. Gà này. Thì ai có thể ngồi đây đọc sách thì thoải mái, thì ngồi đây nhìn xuống cái cánh gà này là cái phòng sách này nè. Thì nó chia làm hai, nghĩa là bên kia, bên này chỗ này là cái phòng chơi. Phòng chơi này nó có một cái phòng ngủ phía bên tay trái, một phòng ngủ rộng. Nhưng cái bathroom ở ngoài này chỗ cái phòng chơi. Nhìn qua bên này nữa thì nó đi qua bên này nó có cái movie theater. Bên này nó có một cái rạp chiếu phim. Nếu người nào mà không thích chơi cái rạp chiếu phim thì có thể là phòng ngủ đây được. Nghĩa là trên này chỗ này được hai phòng ngủ, nghĩa là chỗ này phòng ngủ, bên kia phòng ngủ. Đi ra chỗ phòng chơi này. Trên này nó có hiện tại trên này nó có bên cánh gà bên đây nó có hai phòng ngủ. Bên đây cái phòng ngủ, bên kia cái phòng ngủ, là hai phòng ngủ với cái phòng tắm chỗ này. Phòng ngủ này thì nhìn phía sau ra là cái hồ với cái hồ bơi nãy mình nhìn ở ngoài á. Trên lầu này hiện tại này có 3 phòng ngủ với cái phòng chơi với một cái movie theater. Dưới kia phòng ngủ nữa. Nhà 4 phòng ngủ. 4 phòng ngủ. 4 phòng tắm. Với cái phòng game room, ở ngoài này. Game room mình có thể là phòng khách được, nó làm game room thôi. It's like a college library when you go up there, you look down. Ok, vậy cô chú anh chị và các bạn, đây là khu River Edge. Builder là Taylor Morrison. Thì hôm trước Steven đã quay phía ngoài rồi mà chưa có quay phía trong nữa. Hôm nay Steven đã quay ra phía trong cho cô chú anh chị xem phía trong của cái hai căn nhà này, hai nhà mẫu. Thì họ chỉ xây được có hai căn nhà mẫu rồi thôi. Steven đã hỏi tại sao, tại vì nhà đây hết quá, nó không cần xây nhà, miễn nó có cái khu thứ hai bên khu 55 tuổi á. Thì ai có cần thêm xem thêm nhà mẫu nữa thì đi qua bên đó. Vậy thôi. Thì
Còn cái office thì hiện tại nó đã mở rồi, nó bán rồi, có người vô đặt nhà, xem nhà rồi. Nếu ai muốn có nhu cầu để mua nhà rộng lớn, khu nhà ngói, có rất là nhiều mẫu mã khác nhau cô chú anh chị. Đây là hiện tại đây nó chỉ có 2 mẫu thôi. Có gì nghe mọi người, Steven đã quay sơ sơ vậy thôi. Có hẹn gặp lại mọi người ở một video khác nha. Cả nhà nhớ bấm like, subscribe cũng như chia sẻ video giúp cho Steven nha. Và hẹn gặp lại mọi người ở một video sớm nhất. Ok, bye bye.